Dạ con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng à. Dạ hôm nay cô chú cái clip này nè, đó là con làm là nó sẽ rơi vào mùng 1 Tết Tây ha. Thì đầu năm mới con kính chúc tất cả các cô chú đó là dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý và hưởng một cái Tết Tây đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình ha cô chú ha. Và con cũng chúc tất cả các cô chú kiều bào đó hưởng một cái Tết Tây cũng trọn vẹn. Thì cô chú ơi, cái câu chuyện Trọng Súng và cái bè lũ của Trọng Súng hay cô chú ha, thì tiếp tục diễn hết chiêu trò này tới chiêu trò khác. Bây giờ nè cô chú thấy không, thằng Trọng Súng đó cô chú, là cái thông tin nói chung là khi nào mà nó đi lên tận Sài Gòn đi thì mình hả khẳng định và mình sẽ nói cho nó chính xác hết nha cô chú. Ví dụ đi, con thì nghe cũng từ cái người quen biết là Trọng Súng sắp đi lên trên Sài Gòn đoàn tụ với gia đình, nhưng mà ví dụ như mình nói đi rồi nó nghe mình nói cái đầu cái nó quay lại nó không đi đi cô chú, thì mình nói lại tầm bậy tầm bạ không cô chú. Cho nên bây giờ là con chưa có khẳng định, nhưng mà 99% đó cô chú, chỉ còn 0,1% thôi, đó là 99% rồi là thằng Trọng Súng sẽ lên, vì không thể nào mà nó rời xa được cái bọn YouTube này cô chú. Vì mỗi ngày nếu mà không có YouTube dơ á, nó đăng nó đưa lên thì thằng Trọng Súng nó không có moi tiền được Mạnh Thường Quân, và Mạnh Thường Quân sẽ quên nó, và Mạnh Thường Quân không có thấy nó và không có nhớ nó và không có cho tiền nó, cho nên nó sợ như vậy đó cô chú. Cho nên nó phải lên trên Sài Gòn tiếp tục. Dạ con nói rồi, dù nó đi đâu đi nữa cô chú, với cái bản tánh siêng ăn biến làm này nè, con nói rồi, nó đi qua Mỹ nó sống cũng không nổi nó cô chú. Bây giờ mình nói đi, bây giờ không lẽ Mạnh Thường Quân cứ ngu cứ mù mờ hoài sao không cô chú? Bây giờ cho nó gạt đi, nó gạt rồi cũng người được lần hai lần rồi người ta cũng quảnh mạch, người ta sẽ bỏ cho nó chết một thời gian luôn cô chú. Thì cô chú thấy không, về mò cua bắt ốc này nọ rồi cũng đăng lên, nó bắt ốc nó ăn, nó bắt sò nó ăn nó cô chú, nó cũng đăng lên này nọ, rồi nó làm những chuyện tào lao rồi hả, nó nói là chỉ có ha nó, rồi khi nào mà mình rơi vào cái hoàn cảnh nó đi thì sẽ hiểu nó. Ai mà không hiểu mày, mày là thằng lười biếng, rồi con vợ mày thì cũng làm biếng ở dơ, vợ chồng mày cũng không chịu lao động, không chịu mua bán làm ăn này nọ gì chứ cô chú, chỉ thích nằm ở nhà vậy thôi, rồi mồi chài lên trên cộng đồng mạng khóc lóc rồi diễn chiêu trò này chiêu trò nọ ba hồi cô chú. Thì tiền nhà trọ không có đóng thì không người ta đuổi đi ra đường rồi ra ở gầm cầu, rồi thì cộng đồng mạng tưởng đâu nó ở gầm cầu thiệt, cộng đồng mạng thương xót cho nó cô chú đó, rồi cho tiền cái nó vô trong nó ở. Mà con nói cô chú nghe gì nè, dù thế nào đi nữa bà tò te cũng không bao giờ cho thằng Trọng Súng ra gầm cầu ở đâu cô chú yên tâm. Cho nên cô chú đừng có nghe nó diễn, nó diễn dở lắm cô chú ơi, nó diễn là nó lòi ra hết. Bà tò te còn số tiền rất là nhiều, thậm chí thằng Trọng luôn cô chú cũng phè phẫn ăn chơi suốt hả biết bao tháng này đó, cô chú thấy nó có làm gì không. Rồi nó không có tiền sao mà nó làm nó ăn được cô chú, cho nên cô chú yên tâm nó không bao giờ ra gầm cầu, nó mồi chài này nọ nó sẽ dời nhà trọ không có tiền đóng bị đuổi cô chú yên tâm đi. Lúc trước á nó không có thuê nhà trọ được là do nó không có giấy tờ, vì giấy tờ của nó đó là lúc đó cô chú là nó cầm nó giấy tờ này nọ nó lùm xùm gì cái chuyện tiền bạc gì ở dưới quê mà nó không chịu trả đó cô chú. Lúc đó, thay vì nó có tiền thì nó trả đi, nó đâu chịu trả đâu cô chú. Nó cầm giấy tờ người ta rồi ha, nó hỏi tiền người ta này nọ, nó thế chấp giấy tờ cho nên nó dướng cái đó nó không lấy được thì nó mới ở gầm cầu. Còn nó có tiền 100-200 đi cô chú thì nó cũng thuê được bữa hai bữa, và bà tò te đâu thể nào mà để cho con cháu qua đó phòng cô chú. Không bao giờ có cái câu chuyện Trọng Súng ra gầm cầu đâu nghe cô chú. Cho nên nó khẳng định, và thằng Trọng Súng đó nó cũng biết kinh tế gia đình nó này nọ, và nó cũng khẳng định là không bao giờ có cái câu chuyện vợ con ra gầm cầu. Thì cô chú thấy không, vợ chồng con cái gì nó tệ, con thì cô chú cũng vậy, giấy tờ tùy thân đó. Rồi thằng Trọng Súng cũng vậy, mà không hiểu tại sao hai vợ chồng đem cái giấy tờ tùy thân cô chú đi cầm đi cố cho người ta. Rồi con hỏi cô chú ơi, cũng như với con người mà cô chú đem cái đầu đi cầm rồi đó, nó vô chi vô giác và nó vô dụng không còn làm gì hết. Mình mà không có giấy tờ tùy thân là mình là như là một cái đầu bỏ rồi đó cô chú, bệnh hoạn cũng không nhập viện được, đi tới đâu cũng không có sức trình giấy tờ được, thì người ta không có dám chứa chấp đâu. Lỡ như người ta chứa chấp một thằng tội phạm sao cô chú, phải không đó. Cho nên mình đừng có bị gia đình nó gạt cô chú, gia đình của nó chỉ mồi chài thôi. Thằng Trọng Súng của chú thấy không, cây búa vàng của nó đi đập
đập sắt, đập miễn, đập dây chai gì đó. Bây giờ nó lấy nó đập ba con dẹm, con sò, con hến, con nghêu nó ăn đó cô chú. Đó thì cô chú thấy không, Trọng lỗ xa không đó, Trọng tính hay cô chú ha, Trọng tính hết trơn luôn đó, thấy không, cây búa đó là nó biết sẽ có ngày nó đập ba con hến con sò đó. Cho nên là nó mua đó cô chú, nó mua là bây giờ là nó phát huy cái công dụng của cái cây búa vàng đó cô chú, thấy không đó. Trọng súng người ta biết hết trơn, người ta tính hết trơn. Cái gia đình của thằng Tò Te Trọng Súng thì mình đáng trách không cô chú? Mình đáng trách cũng một phần nào đó, vì lười lao động cho nên mình nói hoài để cho gia đình. Đừng có ỷ lại vào cái mạng xã hội, đừng có ỷ vào cái mạnh thường quân nữa, mà hãy lo làm ăn bằng cái đồng tiền chân chính của mình đi thì nó mới bền vững. Để làm chi mà cứ đu bám, là cứ mồi chài rồi cứ xin xỏ trên cộng đồng mạng, rồi người ta cho người ta chửi rủa như vậy là mục đích cắt kênh phản biện. Là ý nói là cái gia đình này nên chấm dứt đi, đừng có dở chiêu trò này giỡn chiêu trò nọ thì thôi phải không cô chú. Ví dụ đi, không có lên trên cộng đồng mạng làm ăn này nọ được, mình vẫn mừng giùm phải không cô chú, chứ mình đâu có ghét bỏ gì đâu. Mình là cái kênh trung lập, mình là cái kênh phản biện, thì mình nói cái gì sai trái thôi, còn người ta khắc phục thì mình đâu có nói tới đâu phải không cô chú. Nhưng mà cái mình đáng nói đây nè cô chú, đó là cái tụi YouTube dơ. À, cái tụi nào mà nó đu bám gia đình Tò Te Trọng Súng quay đó cô chú, là cái tụi đó đó là nó mới đáng lên án đó. Gia đình người ta đã khổ rồi mà lại cứ bu vào ra kiếm tiền môi rồi móc rồi khui ra trên cái nỗi đau của người khác đó, thì con hỏi cô chú ơi, nó có phải là những cái loại tốt lành vậy không? Thì cái con ngu ngục quần của cũng vậy đó cô chú. Con nhỏ đó ha, nó xàm cô chú ơi, con già mà mắc nết, con già mà hư thân, rồi con Bình Dương cũng vậy. Hai con già này nha cô chú, cũng may ông trời ổng rất công bằng đó cô chú, thấy không, cũng may là nó không đủ vợ đủ chồng để cho nó cô đơn cô độc vậy đó. Tại vì hả, con người của nó quá trời mồm miệng, quá trời độc địa cô chú, thấy không. Trời ơi, cái kênh từ thiện này nọ toàn đi lên nó chửi, nó rủa, nó mắng, nó nhiếc, nó hạ bệ người ta. Rồi cô chú thấy không, nó thù tình, nó hận tình đó. Nó thấy vợ chồng Yến Thành đó, anh Tân đồ cũng vậy, hai con đồ này nọ cũng vậy, đủ vợ đủ chồng, anh Nhóc Hợi đồ cũng vậy. Nó ghen, nó tức. Hai cái con mà cô chú, hai cái con không có chồng mà đó, nó ghen, nó tức, nó lòng nó lộn lên. Cái nó nói người này lấy người kia lấy người nọ, cô chú thấy không đó. Tại vì nó không có chồng cho nên là nó ganh tị đó cô chú. Nó ghen ăn tức ở đó cô chú. Hai cái con khùng gì cô chú thấy nó có nết không cô chú? Trời ơi, lên làm bài dè gì cừ muốn sặc cơm luôn cô chú. Con nó chưa từng thấy con nào mà nó dốt nát, con nào mà nó thất học như cái con Nga Quỳnh này cô chú. Nó xàm, nó già, nó có nên thân không cô chú? Trời ơi, kêu á, mày này nọ, mày quay cái nhà mày đi, hay mày mượn cái biệt thự này nọ đi, tao quay làm chi, tao sợ mày soi tới cái bồn cầu của tao nữa đó. Cái đồ ăn đó, tao ăn xong rồi á là tao thải ra đó, tao sợ mày soi rồi mày móc mày ăn mất công lắm cho mày biết gì đó. Mày là cái con già không có nên nết. Ủa sao mày cứ kêu người này người nọ quay đó, rồi mày có dám quay cái bản mặt của mày không đó? Chừng nào cái bản mặt của mày đưa lên đi, rồi tao quay cái bồn cầu tao cho mày ha, cho mày soi ha, soi coi trong đó có cái gì ha. Trời ơi, bây giờ nó cay cú còn Yến Thanh đó cô chú. Nói về gia cảnh gia đình nó này nọ phanh khui tất cả, trời nó lồng lộn vậy, nó ghen người ta đủ vợ đủ chồng. Con nói rồi, những cái con mà độc địa ác nhân sắc đức đó cô chú là không bao giờ có kết quả tốt, và ông trời sẽ phạt nó thôi. Thì con nói rồi đó, nuôi heo chọn nái, nuôi gái chọn dòng, thì cô chú né cái con của con ngu ngục quần này đi cô chú. Và cái con cái dòng họ cháu chắc gì của con Bình Dương kia cũng vậy. Hai cái con này nó độc địa, mở mồm ra là nó thú quắc. Trời ơi, nghĩ sao nó sôi đó nè, nó mới thật sự là sôi đó cô chú. Nó sôi vợ chồng Yến Thanh, nhà cửa, thậm chí tới cái kẹt hán của người ta luôn, nó cũng sôi luôn đó. Mà trong khi đó cô U80 có nói gì đâu, rồi nó nói tầm bậy tầm bạ, nó sỉ nhục người ta. Cũng tao nói cũng cái miệng của tụi bay đó, cái tụi bay là cái miệng già mà không có nên thân nên hình đó, nên là cái bọn trẻ nó chửi là vừa cái tội của chú. Hai cái con này là phải như vậy đó cô chú thầm. Bây giờ nó không dám lại quay Tò Te, nó sợ Chương Giáo với vợ chồng Yến Thanh, cho nên bây giờ nó gống. Còn bộ hỏm hay là nó cũng còn cái ý định là lại quay Tò Te để có like có view, để mồi chài từ thiện cô chú. Cho nên nó đâu có nói đâu cô chú. Vợ chồng Yến Thanh khi mà lên mấy cái clip đầu là nó không dám, cô chú, nó sợ, nó gung lên đó cô chú. Con ngu một quần đó. Rồi xong phải không, nó kêu con Bình Dương đó. Nói với vợ chồng Yến Thanh thôi bỏ qua này nọ đi. Vợ chồng Yến Thanh không chịu, cái hai con quỷ già đó nó quay lại nó cắn người ta cô chú, thấy không cô chú, thấy không. Già mà điêu, già mà xàm. Bởi vì ta nói với mày, suốt cuộc đời mày cũng vậy, con cái mày cũng vậy, sau này là cô độc như vậy đó. Trời ơi, thấy vợ chồng ta này nữa, hết chuyện nó kêu cô chú, kêu qua đem giấy kết hôn. Ủa ai rảnh vậy? Mấy cái chuyện nó không cần phải giải thích, không cần phải chứng minh cho mày. Nó, mày là cái gì? Mày là cái con xàm xí đú, một cái con già mà già ngu. Nó con già mà già không nên nết, con già chắc nết. Ta nói với mày vậy đó.
Còn tụi tao kể đi, tao nói mày, nhà tụi tao rất là nghèo ha, vậy đó. Tụi tao đi làm bảo vệ hay này nọ, đi giữ xe mướn vậy, ok, đó, đó là kể tao, cuộc sống của tao. Nhưng mà ít nhất tụi tao không có làm những cái trò hề trò hèn như tụi bay. Tụi bay mang cái tiếng đại gia đi làm từ thiện mà chả có giúp ai con mẹ vậy trơn, xàm không à, lên trên cộng đồng mạng bị chửi không à. Đó, tao nói với mày vậy đó, thì mày tự hiểu đi. Mày giàu thì mày có, thì mày ăn giọng vô cái lỗ mồm của mày rồi mày câm lại đi. Mày đừng có lên mày ga gã mày lên mày bị chửi không à, mày ngu như con dồi vậy đó. Thì mình trở lại cái câu chuyện gia đình tò te trọng súng đi ha cô chú ha. Thì cái thông tin đó là trọng súng sẽ lên trên Sài Gòn ha cô chú ha. Nếu mà thuận bồm xuôi gió, có tiền mạnh thường quân này nọ cho, và nó chết đói chết thèm này nọ rồi này nọ, thì nó đường cùng thì nó là lên trong Tết, còn không thì chắc ra Tết cô chú ơi. Nó thì bùa hổm là nó lên chủ yếu là mấy cái kênh YouTube kia bàn với nó thôi đi. Bây giờ là nó cũng ra điều kiện luôn, anh quay tôi phải trả cho tôi một clip 100-200 ngàn, còn không thì thôi tôi không cho quay. Thì bây giờ nè, thằng Nanh Ca bí chủ đề, đi đâu thì cũng không dám đi. À, không dám đi quay cô chú à, không dám đi quay ha, đi quay sợ đụng độ. Rồi á, thằng Nanh Ca thì cũng vậy đấy ha. Rồi á, thằng Bình Định á, thì nó còn nhưng mà view nó không có cao, quay mấy trường hợp khác thì nó không có cao nhưng mà cũng đủ sống đó. Rồi thằng Phúc ngã năm chuồng chó thì cũng bí chủ đề luôn. Thì cô chú ơi, đó, bây giờ là nó ra điều kiện thẳng luôn, các anh quay tôi trả tôi 1 clip 100 ngàn, ngày 3 clip 300, thì 2-3 kênh vậy đó, ngày trọng nó lụm vô chịu. Thì nó chịu đưa cái mặt dày của nó lên bị chửi để nó có tiền đó cô chú. Bây giờ nó đường cùng vậy rồi chứ giờ không còn cái khả năng nào mà mồi chài được đâu cô chú. Nhưng mà nó không bỏ cuộc nghe cô chú, tính ra thằng này cái ý chí nó cũng cao nghe cô chú. Nó cũng phải mồi chài hoài, mỗi ngày nó đưa lên những cái đoạn clip đó để mồi chài mạnh thường quân. Bây giờ thì nó đem con đem cái nó ra này nọ đó cô chú thấy không đó, giờ cho con cái xúc chuồng hết để hả mạnh thường quân thương hại mà cho tiền. Mà con nói rồi cô chú cho rồi cũng vậy thôi, cho nên bây giờ cô chú rất là sáng suốt, cô chú đâu có giúp đâu đó. Thì bây giờ nó hết dở chiêu trò này tới chiêu trò khác. Nó cô chú thấy cái câu chuyện bán vé số không đó, nó đang nói là vợ chồng nó là đi bán mà có 1 triệu hà này nọ, nên rất là ít đó. Nó mồi chài nói lên là cái ý đồ của nó là tính đi bán vé số coi có ai cho không, mà không có ai cho hết trơn cô chú đó. Thì cô chú thấy không, rồi nó cũng ngưng lại, nó mồi chài mà không được là nó bỏ qua. Nó có một cái là nó không có được thông minh như người ta. Mồi chài thì hôm nay không dính thì hôm khác cũng dính không cô chú à. Nó phải mỗi ngày nó phải tạo scandal gì đó mới mẻ, ví dụ như nó bán vé số trọng súng gia đình, trọng súng đi bán vé số rồi không bán rồi cái đầu cái xong không ai cho cái không bán nó, cái nó quay qua nó đi thả lưới bắt cóc bắt ốc mò cua này nọ vậy đó cô chú. Rồi cũng không ai cho tiền, ai cũng thấy trời ơi trọng giỏi trọng này nọ, tội nghiệp trọng siêng năng cần cù này nọ vậy đó, mà rút cuộc không ai cho, nó cũng nản chí phải chi ha. Mà nó mà phóng xuống sông nó mò nó giăng lưới bắt cá này nọ cô chú ha, mà cho nó ha cô chú ha, là hôm ngày nó nhảy hoài đó, ngày nào nó cũng nhảy xong nó lặn hội lặn lội nó lặn hụp vậy đó cô chú, nó tắm biển gì đó rồi nó mò mẹ mấy con cá mấy con cua này nó đưa lên cho cô chú coi rồi đó. Mà tại vì á mỗi một ngày nó tung ra một chiêu mới mà không ai mắc bẫy trên, cho nên nó dừng lại đó cô chú. Thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi ha cô chú ha.